đang huấn luyện chim. Đây, đợi tí, ông sang đây ông ơi. Cháu giữa rồi. Nhìn nhà giữa đúng không? Giữa rồi. Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Văn Thao. Mình đang sở hữu một trại chim ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đến với cơ sở thì các bạn có thể liên hệ vào số 010163530592. Đây là con chim mà mình nuôi bộ từ nhỏ và nó rất thuần, được 2 năm tuổi rồi. Và con chim này thì có ưu điểm không phải xích. Đó. Cho mình có bí quyết là cho uống nước dãi là nó quen. Thì nó quên thì nó học mất mà chết. Kiểu gì nó cũng về. Đấy. Đấy. Các bạn có thể thấy là cầm hạt ngô là nó ăn hạt ngô à. Chim này là con chim cánh tiên, rất là thuần. Từ thời điểm trước gọi bay từ cây thả ra lại về, nó dịu về. Đây, điểm đất cho nó ngấu xi ngầu. Ông đợi cháu tí nhá, tôi đang huấn luyện chim. Quý vị các bạn vào cái kênh YouTube của mình, là cái kênh chim cú cánh hay. Các bạn có thể mua được những con chim giống giọng kim giọng thổ nèo các lối, hoặc là chim bẫy lồng sập. Thì với cái hình thức là mình sẽ có số tài khoản, các bạn có thể chuyển tiền hoặc cho mình qua số tài khoản, hoặc chuyển tiền cho nhà xe đi các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, thì mình sẽ chuyển tiền cho khách hàng của mình. Giới thiệu các bạn, đây là con chim cu gáy, cu đất, cu rừng mình bắt từ lúc còn đỏ hỏn, và bây giờ mình đã nuôi được khoảng 2 năm. Con chim này là con chim trống, đã biết đạp mái rồi. Con chim này thì ưu điểm là nó chỉ có uống nước dãi và ăn ngô, ăn khóc, không ăn cắm cỏ. Hôm nay thì cũng lâu lâu rồi mình cũng mải làm ăn nên là cũng chả mấy khi mang ra huấn luyện. Chim này rất là thuận. Mình nhớ không nhầm là có những cái lần thả ra bay vút, tưởng đi lên đồi keo trên kia, nhưng mà xong mình ra đường mình gọi là vẫn bay trong vai. Con chim này thì chúng có thể là cầm ngô thóc trên tay là chúng có thể chỗ, hoặc là chúng uống nước dãi nên là vừa no rồi. Cơ sở chim của chúng mình thì cũng cung cấp các loại chim ở bẫy, lèo, lối, rồi pha thổ, rồi thổ đặc, thổ diều, rồi kim, rồi còi, rất nhiều những cái thể lệ. Thì mình cũng thường chuyển chim đi cho khách hàng của mình với các tỉnh. Thì hình thức thì các bạn có thể chuyển qua số tài khoản, hoặc là nhận chim rồi chuyển tiền qua nhà xe. Con chim này thì kích thước không được lớn lắm, thế nhưng mà con chim này rất là khôn, giống chim cánh tiên, đầu nhỏ mỏ đinh, chân đỏ, mỏng váy rất là cân đối. Con chim này mình đang có ý định ghép với một con chim mái cũng thuần nữa, để huấn luyện gia đình chim theo một cái chủ đề là chim không lồng. Các bạn có thể liên hệ với cơ sở chim của mình là 0163530592 để được tư vấn cũng như được hỗ trợ giao dịch. Đấy, ông thấy không? Cháu thì nó không sợ, nhưng mà ông là nó vẫn cứ lùi. Hôm nay nó nhớ đau lắm. Nếu mà